Xin chào nhà, thì bên cạnh bờ sông này mình nhìn thấy phía trước có một cái ngôi chùa. Bây giờ mình vào ghi hình lại chia sẻ với cả nhà. Đa số những ngôi chùa ở bên Cam này nó có cái kiến trúc làm rất là đẹp đó nha. Ở ngôi chùa này cạnh cạnh cái bờ sông luôn đó nha. Cũng nằm gần với đền vua. Đây là cái bảo tháp mà được làm xi măng nhưng mà họ sơn màu đồng lên nhìn rất là đẹp luôn. Đây là mô hình xe ngựa ngày trước, ngày xưa. ASEAN Kingdom Cambodia là này, thấy hình ảnh có cầu, có ngôi sao Việt Nam cho nên cầu quốc gia có nhiều nước. Đây cái bảo tháp đó nha. Đây là đường Bích này. Đường vào bên kia. Bên kia cũng đẹp, bảo tháp làm bằng đồng. Sơn đồng, không phải màu đồng luôn. Giờ này cũng cho chiều cả nhà nên khách tham quan cũng ít, 5 giờ chiều. Mình không biết ngôi chùa này tên gì, thì mình đang đi dạo cạnh bờ sông thì thấy có ngôi chùa đẹp nên vào ghi hình luôn. Chỉ được tham quan bên ngoài thôi, tất cả các đường mà vào chánh điện thì đóng cửa. Ở bên đây, trong đây vẫn vào được tham quan. Thì ra là cái chùa này mình đã từng đi qua đang ngôi chùa này ngày hôm qua cái nha. Nãy khỏi gặp sư, học xin phép sư có được vào cái khung hình không, thì sư đã đọc mấy cái nè. Đây là một ngôi chùa tại thành phố, tại thủ đô Phnom Penh nha. Đây là vị mấy cái này là mấy vị chủ trì của ngôi chùa ngày trước vẫn tạc tượng để lại. Trong ngôi chùa này đây là tượng, phía giữa là tượng Phật Bổn Sư đúng không?
Phường Bổ Sư, Bằng Đồng cũng có. Bên đây là những đạt thượng của những vị cố hòa thượng. Bên cam, bên cam là đa số những cái chùa với những tượng Phật đều màu vàng, có khi vàng thiệt nữa cả nhà. Để ngày mai sẽ giao cái nhà vua, đền vua quay chia sẻ cho cả nhà xem. Đây là đường chánh điện của ngôi chùa, đường ở trên mà, nhưng mà giờ này phá cửa, không có, chưa có mở cửa. Còn đây là cổng chùa, chùa là có hai cổng, cái cổng này nó xong và phía cái cổng bên đây hai cửa. Đây là kiến trúc ngôi chùa, có lẽ là mới xây dựng hay sao nên có bản vẽ nằm đây, đặt ở đây. Chùa bên cam là tại đa số với trên nắp họ làm mà ngọn cái đầu giống như đầu đao. Cái kiến trúc nó nhìn thấy đẹp nha. Đây là mấy cái này là mấy cái mẫu. Chùa này ta nuôi mèo nhiều ghê. Mới vừa đó đây chùa nuôi mèo quá trời luôn. Cái kiến trúc nhìn rất là đẹp luôn. Đây, này đóng cửa. Mệt quá trời. Đây là mấy vị nữ thần. Mấy không phải, mấy không phải mấy vị nữ thần mà mấy cái vị thần. Xin chào nhà, thì vậy cũng chiều tối trưa cũng chưa tìm hiểu những cái thông tin ở đây nhiều cả nhà, nên Phương mới vừa vào chợ ghi hình chia sẻ, thì đi ngang thấy ngôi chùa nên muốn ghi hình gửi cả nhà. Và Phương cũng xin dừng và kết thúc video tại đây. Bây giờ Phương xin kết thúc video.